Hello, xin chào mọi người nha. Em xin giới thiệu, em là Thi. Bạn của em là Thi Mô Tô Thủ Đức, là trạm xe lướt chuyên mua bán trao đổi tất cả các loại xe hai bánh nha, xe mô tô nè, xe tay ga, xe số các loại nha. Địa chỉ của em là 1268 đường Thái Bình Canh, phường Liên Trung, quận Thủ Đức. Cái này là nhà của em luôn nha. Với lại là bên em có một website là thimotothuduc.vn, thì anh chị có thể vào trong đó để tham khảo những cái dòng xe hiện tại có ở cửa hàng. Thì xe nào bán á, thì em sẽ xóa đi, còn xe nào còn thì ở trong đó hết. Thì em giới thiệu sơ rồi nha, còn những phần hậu mãi thì anh em xem ở cuối clip. Thì bây giờ là vào phần chính, là nhân viên em sẽ quay chi tiết chiếc xe cho anh em xem. Hello anh em, tiếp tục chào mừng anh em quay trở lại với kênh Thi Mô Tô Thủ Đức nha. Hàng lại vừa về, siêu hot, siêu nóng hổi luôn anh em ơi. Đó. Này cập nhật rất là nhiều xe cho anh em nha. Quá trời xe đẹp luôn. Em về rất là nhiều mẫu luôn anh em ạ. Anh em nào quan tâm tới các mẫu xe mô tô hay tay ga gì hay theo dõi kênh em nha. Nay thì lên cho anh em Kawasaki Z9-2018 và mẫu xe R3-2021 ha. Mẫu mới, trang bị ABS đầy đủ hết rồi. Nói chung là một cặp xe này cũng khá là ổn định ở phân khúc, và em chỉ về mỗi em một xe thôi, nên là anh em nào mà đang tìm xe thì nếu mà có thấy video ok, thấy ngon lành thì hãy chốt lẹ nha, không có xe để cho anh em mình lựa đâu ha. Rồi, với mức giá thì cũng khá là phù hợp. Kawasaki Z9 hiện tại dưới 150 cũ rồi anh em à, rất là tốt luôn, thời điểm vàng để chơi mô tô nha. Và mẫu R3-2021 thì cực kỳ mềm luôn, chỉ có 70 mấy đồng thôi. Đó, một cặp xe mới về, hàng gọi là tinh khiết luôn. Đó. Em sẽ review chi tiết. Em sẽ review chi tiết để cho anh em mình tham khảo nha. Thì đầu tiên vẫn là mẫu xe khá là hot mà rất là nhiều anh em ưa chuộng. Với cái tầm số tiền này là anh em sở hữu được một con xe 4 máy với khối động cơ gần 1000cc ha, chạy nhẹ bốc, rồi góc lái cũng khá là ok luôn. Kawasaki Z900, con này 2018 nha, con này 148 cũ 8 thôi anh em ơi, biển tỉnh thì anh em ủy quyền rút hồ sơ gì đó đều được. Trang bị cơ bản trên xe này sẵn có là che két nè, chống đổ. Tay sẽ là tay thắng RCS19 luôn, đây có sẵn một tay đồ chơi rồi anh em ha. Đó. Xét cổ inox lon AK đùi gà. Âm thanh thì khỏi phải bàn cãi nha mọi người, âm thanh là cực kỳ nhất cái nách luôn nha. Cái này là đúng là một cái set thuần cho Z9 luôn hay sao ấy. Thì thường Z9 anh em nó sẽ lên đùi gà nhiều lắm, AK nó rất là khét. Rồi ngoại hình còn rất là long lanh, nước sơn bóng bẩy ha. Con này là 2018, khá là đẹp anh em, rất là đẹp luôn đó. Chi tiết con này quá là ổn định cho một cái phân khúc đó. Côn số thì cũng nhẹ nhàng, côn số cực kỳ nhẹ, thấy không? Máy 4 máy nổ thì đó anh em, nhưng mà đặc biệt thì cái dòng này em đã chạy qua rồi, nên là có thể người ngồi sau ngồi hơi mệt xíu thôi, nhưng mà cảm giác lái người ngồi trước cực kỳ thoải mái, thẳng lưng vô đối luôn. Và thứ nhất, thứ hai là chiều cao yên con này cũng khá là thấp, rất là phù hợp cho những anh em mình ở châu Á nè, khoảng tầm dưới 1m7, tức 1m65 tới 1m70 là anh em chống khỏe, ok, ổn định, và có bát tăng chỉnh hạ phục nữa, nên là dòng cao qua thì rất là dễ, nhiều anh em sẽ dễ chơi hơn. Đó, nói như những anh em mà đam mê phân khối lớn mà chiều cao mà giới hạn á. Rồi về một phần ngoại thất bên ngoài thì cũng rất là keng nha anh em, rất là đẹp đó, rất là ok, rất là ổn định nha. Em sẽ quay chi tiết nè, phuộc phít nè, để dè bọng nè, đồ chơi nè, ốc tán của xe nè, khá đẹp luôn, 140 mấy đồng thôi nha. Đó. Nhắc tới nhắc lui nhắc hoài luôn, nhắc cho nào anh em rớt lúa thôi. Một bộ cổ bô inox. Máy móc em sẽ cam kết cho anh em mình máy móc zin ha, đầu ron chỉ đồ này nọ còn rất là đẹp luôn, chưa rớt chưa gì hết nha anh em ha. Đó, máy móc thì nghiêm chỉnh, ngay thẳng, ngăn nắp, đẹp đẽ, xịn sò.
bao quay đầu cho anh em chơi trải nghiệm, anh em hỗ trợ đổi xe cho anh em nữa đó, nhiều chính sách lắm anh em. Cứ đến với cửa hàng bên em là có đầy đủ các chính sách luôn ha. Đó, phục thì nằm gần như là nằm ngang luôn em, phục như là nhúng rất êm ái nha, không có bị sốc, nằm cực thế này là cực kỳ ổn định luôn. Con này thì đang đi sẵn set bô nè, AK đùi gà. Cổ này là cổ inox nha anh em, cổ inox thôi. Đó. Sẵn bô, đồ chơi rồi. Về là nẹt thoải mái luôn anh em. Về nẹt phê luôn. Bát biển số đúc gầm mà. Đó. Nước sơn màu đúng chuẩn xanh Kawa luôn nha. Khá là ổn định luôn anh em. Đấy. Dễ gì cui luôn. Đó. Có sẵn cục bên nâng cho anh em. Nói chung là tất cả các mẫu xe bên em về thì đã kiểm tra bảo dưỡng đầy đủ hết rồi. Đó, kiểm tra bảo dưỡng đầy đủ từ A tới Z rồi anh em. Tay côn đồ chơi nè. Về phần nhông sinh dĩa các thứ thì cũng còn rất là ok anh em á. Tem gấp còn đầy đủ các tem thông số luôn đó. Nói chung là con xe này nếu mà anh em có đủ tài chính chơi thì một con xe cũng khá là lành và rất là dễ di chuyển trong phố đi tour, kèm theo lẫn đi chạy bạo lực tí xíu cũng rất là ổn định ha. Đương nhiên thì cái phần mà kiểm soát nó ở tốc độ cao thì nó sẽ không bằng những con xe sport được đó. Tốc độ duy trì anh em mình cần phải thêm vài món đồ option trang bị thêm để cái những ga cuối của nó sẽ được ổn định hơn, đó là cái trợ lực. Còn bình thường thì anh em cứ chạy 150 khỏe đó. Rồi tổng quan về hình thức xe rất là ok và rất là đẹp ha, ốc tán sạch sẽ sáng trưng. Thì bên em cũng đã rửa dọn hết từ A tới Z rồi, anh em về chỉ có là chơi thôi. Rồi test nhẹ tiếng bô con này đi, mà tiếng bô hơi gọi là hoành tráng nha anh em. Với đồng hồ này nó hơi ré. Cái lon này nó hơi gọi là ré, hơi hoành tráng xíu anh em ạ. À. Rất là lực luôn. Đó. Z900 218 đó, xanh đen 148 củ 8 nha anh em ha. Đó, anh em nào quan tâm đến dòng xe này bên em thì hãy liên hệ về sớm nha. Đó. Quá đã luôn anh em, một xe duy nhất thôi, chỉ một xe duy nhất thôi. Và tiếp tục là mẫu xe Yamaha R3 mẫu mới ABS đời 2021 nha, đăng ký lần đầu 2021 nha anh em, biển Sài Gòn luôn đó. Hiện trạng xe thì đang được dán keo nguyên con, đồ zin thì đầy đủ, có thêm một cái đèn led, công tắc đèn led đây đó, mọi thứ rất là ok luôn đó. Mẫu xe ở phân khúc tầm trung 300cc và là không có đối thủ, rất là mạnh ở trong phân khúc nha anh em. Con này mạnh gọi là top top trong phân khúc rồi đó, nên là anh em không cần khói oan nhiều nữa đâu. Rồi nếu mà để đạt được những cái mạnh mẽ nhất ở phân khúc thì đồng nghĩa với việc thì em nó sẽ là hao xăng nhất phân khúc nha. R3 thì nó sẽ hao xăng gần hơn luôn, cỡ hơn cái con gì CB500F hoặc là dòng Honda 500 đó, hai máy luôn. Nhưng mà sang con này nó sẽ tiêu hao, nếu mà anh em mà chạy mà kiểu tua cao quá thì nó sẽ hao hơn con 500 luôn anh em đó. Nhưng mà lực máy của nó rất là đã, rất là bốc, chạy cực kỳ sướng. Đối với máy Yamaha thì khỏi bài, cái nước ga đầu của nó cực kỳ sướng luôn. Em này còn rất là lung linh luôn, xe thì được dán keo decal trong nguyên con hết, phía phần này cũng dán decal luôn nè. Con này full con này là đen thui thù lùi luôn, nguyên con đen. Xe cũng không phải là xe đâm đụng té ngã cho anh em, còn rất là đẹp luôn, đồ đạc còn cực kỳ keng luôn nha. R3 chỉ còn 70 mấy cũ thôi anh em à, rất là dễ chơi. Hiện tại thì tất cả các dòng xe phân khối lớn bây giờ rất nhiều, đa dạng mẫu mã nên là giá cả là cực kỳ cạnh tranh cho anh em luôn ha, cực kỳ cạnh tranh luôn. Đấy. Sẵn set bô cổ bô luôn nha anh em, cổ slip on bô AK R1 carbon luôn nè, carbon xịn luôn á, nghe tiếng kêu là biết carbon riu rồi đó.
Ngoại hình thì các thứ thì nói chung là xe mà bên em đã quay lên cho anh em xem thì ngoại hình lúc nào cũng phải là đẹp tuyệt đối. Đó. Khá là đẹp, khá là ổn định. Nội thất, ngoại thất các thứ đều rất là sạch sẽ luôn nha anh em. Đã được kiểm tra toàn bộ hết, rửa dọn vệ sinh trong ngoài hết rồi. Đó. Xe dán đề can, anh em nếu thấy cũ quá thấy không thích thì mình có thể lột ra nha, thì do đề can nó full tem chùm mà chống trầy xước, lột ra cái là bao tươi. Mới được trang bị của Upside Down và IPS hai kênh á. Đó. So với mẫu cũ hiện tại bây giờ em bán nhung dưới 60 cũ thôi là có xe rồi, biển Sài Gòn luôn anh em à. Ở đây là có nhông sinh dĩa mới luôn nha. Đó, xe chưa đổ ngã luôn nè, thấy không? Rất là ổn định, đem thông số đầy đủ hết. Đây, nhông sên mới luôn. Nổ cực kỳ êm ái, con này thì đã có sẵn tiêu trong đây rồi, êm ái nhẹ nhàng đó. Vừa đủ nghe thôi, không quá ồn, tại vì cái lực máy của mấy con Yamaha R3 hoặc là MT-03 rất là mạnh anh em, nên là nhiều lông bô mà vô mà thoát quá là nó nổ ghê lắm. Con này hiện tại bô nổ rất là êm ái luôn ha. R3 biển Sài Gòn, biển số 31638, dễ thương nè, 74 cũ 8, đăng ký 2021. Anh em nào quan tâm thì nhanh tay liên hệ về sớm cho bên cửa hàng em nha. Cảm ơn em đã theo dõi video review hai xe Z9 và R3. Ngoài ra thì còn rất là nhiều mẫu xe khác đang chờ lên sóng để phục vụ cho anh em nha. Em phải lên sóng từ từ thôi. Rất là nhiều xe về luôn. Ok, mọi thông tin chi tiết anh em vui lòng truy cập qua website Team Mô tô Thủ Đức là có đầy đủ thông tin để liên hệ về cho bên em. Cảm ơn em rất là nhiều. Hẹn anh em vào những mẫu xe tiếp theo và đừng quên cho em xin một like một share. Bye bye. Đâu, thứ nhất là tặng nhớt nè, thứ hai tặng nón bảo hiểm, thứ ba là bảo hành, thứ tư là tặng voucher khi anh em sử dụng dịch vụ vận chuyển và cứu hộ bên em, thứ năm là bao quay đầu, ví dụ như anh em có những trường hợp cần tiền gấp hoặc là muốn đổi lên CC thì tụi em mình hỗ trợ thu Mọi lại người hết xem clip review của nhân viên em đã biết tại sao em đặt tiệm của em là trạm xe lướt rồi đúng không? Thì để một cái xe bán ra thì tụi em có nhiều khâu lắm, một cái xe tụi em rửa dọn cực kỳ kỹ luôn, có nhân viên gỡ dàn áo nè, một nhân viên rửa xe nè, một nhân viên kiểm tra và một nhân viên đăng bài, nói chung là có rất nhiều công đoạn rửa dọn sạch sẽ từ từng con ốc, chà từng con ốc, từng cọng dây sên và gầm trong ngoài là sạch sẽ hết nha mọi người. Đó, những cái chuyện tụi em làm này thì ở ngoài cũng có luôn, thì có những dịch vụ detail, những cái dịch vụ chăm sóc xe người ta sẽ nhận làm, nhưng giá là tầm 1 tới 2 triệu cho mọi người. Mọi người thấy mua xe bên em có lời cái đó không? Đó, mọi người cứ so sánh xe bên em với xe tất cả mọi Thì chỗ tụi em nha. Làm những cái chuyện đó để mong muốn là có một chiếc xe đẹp đến cho khách hàng và một cái trải nghiệm tốt về xe cũ, xe lướt. Thì khi mà mọi người mua một con xe cũ về thì sẽ được người nhà nè, ví dụ đi người nhà khen là ở cái xe cũ mà sao lại đẹp, lại keng, lại bóng như vậy, thì vẫn thích hơn là mua một con xe mấy chục triệu, mấy trăm triệu về mà người nhà chê mày bỏ ra số tiền lớn như vậy mà lại mua con xe gọi là chầy xước, cũ dơ hay như gì đó vân vân nha. Thì mọi người nghe cái này thấy chán đúng không, thấy nản, nó muốn nghỉ chơi mô tô luôn rồi đúng không? Đó, thì tất cả các xe ở đây thì tụi em sẽ quay clip đầy đủ cho khách hàng, cho mọi người xem, mọi người ở gần thì có thể xem sơ rồi tới thương lượng một chút xíu về giá, còn mà khách hàng ở xa thì có thể chuyển khoản cọc. Thì tất cả hình ảnh nè và video clip thì tụi em là quay thật 100%, không có chỉnh sửa nha, không có qua chỉnh sửa một chút nào. Thì xe hình ảnh clip sao á thì ở ngoài thì hình y chang vậy, không có khác biệt gì hết. Các clip review á thì tụi em sẽ quay rõ là ở trong ngoài xung quanh toàn cảnh cái xe, chứ tụi em không có nói là cái xe này chiều cao in bao nhiêu, trọng lượng bao nhiêu hoặc là mức tiêu thụ bao nhiêu. Những cái chuyện đó thì anh chị mọi người có thể bấm Google sẽ tìm hiểu cho nó rõ hơn. Những cái chuyện đó là số chung mà, phải là những cái chuyện chung mà, tụi em không có gọi là review nói những cái chuyện đó. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của em nha. Thì mọi người thấy hay thì cho em một like và một subscribe.
thì bấm cái logo bên nhỏ dưới nè, bấm đi đăng ký kênh của em. Thì mọi người theo dõi thì có thể chia sẻ với mọi người, chia sẻ với bạn bè. Thì ví dụ như mà được giới thiệu mà khách tới mua bán xe thì tụi em sẽ trích một nhỏ phần trăm gọi là cà phê gửi tặng anh chị. Rồi, chào mừng mọi người đã biết đến trạm xe lướt Thimoto Thủ Đức nha. Thì trong quá trình mà buôn bán hoặc là trong quá trình sử dụng thì có những không thể tránh được những sai sót nhỏ, thì mong mọi người góp ý hoặc là alo cho tụi em thì để tụi em gọi là sửa những cái sai phạm đó. Rồi, xin cảm ơn anh em nhiều.